Xin chào, mình là Anh Thi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Năm cầu thủ Việt Nam trung tình nhất chưa một lần dính tin đồn chia tay. Trong khi nhiều đôi cầu thủ Watch liên tục vướng tin đồn đổ vỡ, các cặp trai tài gái sắc này luôn khiến dân mạng ngưỡng mộ vì tình yêu mặn nồng và bền lâu. Họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội, khiến fan hâm mộ không khỏi ghen tị. Hãy cùng Mr. Zero điểm danh qua năm cầu thủ Việt Nam trung tình nhất chưa một lần dính tin đồn chia tay này nhé. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bằng loạt dấu ấn mà những năm gần đây đội tuyển bóng đá Việt Nam ghi được, nhất là thành tích ngồi đầu bảng G vòng loại World Cup năm 2022 vừa qua, không khó để nhận ra những cái tên cầu thủ của tuyển Việt Nam đang trở thành những từ khóa siêu hot. Người ta thường bảo, phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Những bóng hồng, những chuyện tình của các chàng cầu thủ cũng là những đề tài khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Bởi với hậu phương của mỗi cầu thủ lại có cách chọn một ngã rẽ riêng. Người thì liên tục dính tin đồn chia tay bạn gái như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng hay Phan Quang Đức. Trong khi đó, một số người lại khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ về câu chuyện tình yêu lâu bền của mình. Vui thì nhắc đến, chuyện buồn thì quên đi. Vậy thì hôm nay hãy cùng Mr. Zero khám phá xem top 5 cầu thủ Việt Nam trung tình nhất chưa một lần dính tin đồn chia tay là ai nhé. Chúng mình nghiêm cấm cho những ai không thích ăn bánh gato à nha. Đầu tiên phải kể đến, chuyện tình của hot boy làng bóng Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quỳnh Anh luôn được dân mạng quan tâm và ngưỡng mộ. Được biết, bố của cô nàng là ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Trong một buổi tiệc của câu lạc bộ Hà Nội, Quỳnh Anh được hai anh chị mời đi cùng và vô tình gặp mặt Duy Mạnh ở đây. Ấn tượng đầu tiên của cô nàng về chàng hậu vệ là làn da trắng hơn hẳn so với các đồng đội. Ngay sau đó, Duy Mạnh cũng đã tìm cách làm quen với Quỳnh Anh qua Facebook. Gần một năm sau, chàng cầu thủ sinh năm 1996 mới chính thức cưa đổ em vợ tiền đạo Văn Quyết. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thường đăng tải các tấm hình tình cảm bên bạn trai Duy Mạnh. Cô nàng thường thân mật gọi người yêu là ông bạn và nhiều lần viết status khá dài để động viên Duy Mạnh khi anh chàng gặp chấn thương hoặc chơi chưa thực sự tốt. Trên các trang mạng xã hội, cầu thủ Duy Mạnh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm ngọt ngào với bạn gái Quỳnh Anh. Đặc biệt mới đây, tuyển thủ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tình bể bình và rất tươi tắn cùng bạn gái trên story Instagram. Nhưng đáng chú ý hơn nhất vẫn là giọng caption, giống nhau phết nhưng béo như nhau. Trong khi nhiều người phải gật gù thừa nhận cặp đôi có tướng phù thê, nhiều đường nét trên gương mặt ngày càng giống nhau, thì người hâm mộ lại có phản ứng khi Duy Mạnh tiếp tục đề cập tới vấn đề cân nặng của cô gái. Với những ai theo dõi Duy Mạnh và chuyện tình cảm của nam cầu thủ thì hẳn không còn xa lạ chuyện anh dành biệt danh dễ thương công chúa béo cho bạn gái. Duy Mạnh được người hâm mộ đặc biệt danh là bạn trai nhà người ta khi rất cưng chiều bạn gái. Tất cả hình ảnh đăng tải tại trang cá nhân anh đều tag tên người yêu. Quỳnh Anh cũng luôn xuất hiện trên khán đài trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Hà Nội để cổ vũ cho bạn trai. Gần đây, Quỳnh Anh khoe tự tậu ô tô ở tuổi 23. Nhiều người yêu mến đôi trẻ cũng nhắn nhủ, xe đã tậu, nhà đã mua, Duy Mạnh bầu rước nàng về dinh thôi. Duy Mạnh và Quỳnh Anh là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Trong suốt 3 năm bên nhau, đôi trẻ chưa từng dính tin đồn chia tay và thường xuyên khẳng định chủ quyền trên mạng xã hội. Họ cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, cả hai đều biết cảm thông và chia sẻ với nhau về công việc, sự nghiệp riêng. Có lẽ đây là bí quyết giúp Duy Mạnh và Quỳnh Anh gắn bó với nhau bền chặt đến như vậy. 2. Trung vệ Đình Trọng có mối tình hơn 5 năm rất kín tiếng với bạn gái Trang Heo, sinh năm 1995, quê Điện Biên. Cả hai yêu nhau từ khi Đình Trọng còn chơi ở đội trẻ, vừa tập luyện vừa học cấp 3. Không giống nhiều nàng watch khác, Trang Heo giữ kín thông tin cá nhân và chỉ đôi khi để lại bình luận trêu đùa bạn trai. Ngày đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2018 cũng là lần hiếm hoi Trang xuất hiện trước báo chí. Lần đầu tiên Trang Heo công khai chuyện tình cảm với Đình Trọng vào dịp Valentine ngày 14 tháng 2 năm 2014. Kể từ đó đến nay, cô hiếm khi khoe ảnh bạn trai. Vào những ngày lễ đặc biệt như sinh nhật, ngày quốc khánh ngày 2 tháng 9, Trang Heo thường đăng tải hình ảnh đi chơi với cả gia đình Đình Trọng. Tuy vậy, chính ít khi đăng hình chụp riêng với bạn trai hay dành cho anh những lời có cánh. Tấm hình tình cảm gần nhất của hai người được đăng vào ngày 14 tháng 2 năm 2018. Về phần Đình Trọng, anh cũng không công khai bạn gái trên mạng xã hội. Tuy vậy, ở hầu hết bài đăng của Trang Heo, chàng hậu vệ đều để lại bình luận trêu đùa cô nàng. Cả hai cũng thường xuyên diện áo đôi, mũ đôi như một cách gián tiếp khẳng định chủ quyền theo lời trêu đùa của cư dân mạng. Nhiều dân mạng dành lời khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mối tình của Đình Trọng và Trang Heo. Không ít fan nhận xét, đôi trẻ càng bên nhau lâu, càng có tướng phu thê và mong họ sớm về chung một nhà. 3. Cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái Phùng Bảo Trân thường xuyên được người hâm mộ giục cưới vì quá đẹp đôi.
Trong khi Văn Thanh được nhiều lần trao cơ hội lên tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hậu phương của anh cũng khiến nhiều người quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn. Cô hiện đang kinh doanh lĩnh vực làm đẹp tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Yêu nhau 4 năm, cả hai vẫn đang hạnh phúc mặc cho nhiều hot girl thường xuyên ve vãn xung quanh cầu thủ người Hải Dương. Mạnh mẽ trên sân cỏ là thế, Văn Thanh là một chàng trai khá rụt rè trong chuyện tình yêu. Được biết, Văn Thanh mất gần một tuần để lấy hết can đảm tỏ tình với người đẹp. Thanh là người tỏ tình trước qua tin nhắn, lúc đấy tỏ tình tầm một tuần, rồi một tháng sau hai đứa mới gặp mặt chính thức. Bạn gái của Văn Thanh dù lớn hơn anh 1 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi. Trong số các nàng quách của bóng đá Việt Nam, Bảo Trân được biết đến là một cô nàng kín tiếng, chỉ chuyên tâm làm ăn lập nghiệp, tránh xa khỏi những thị phi trốn hậu cung. Bảo Trân là cô gái dịu dàng, tâm lý, hết mực ủng hộ đam mê của bạn trai, còn Văn Thanh là chàng trai chân chất nhưng đối với bạn gái lại cực kỳ ga lăng, lãng mạn. Họ được nhận xét là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của bóng đá Việt Nam. Đối với Bảo Trân, Thanh là một chàng trai hiền lành. Trân rất hâm mộ bạn trai mình, trong mắt Trân, Thanh rất giỏi và cực kỳ hiền lành. Công việc của cầu thủ thường phải đi xa nhiều, nhưng không vì thế mà cặp đôi này xảy ra những mâu thuẫn hay cãi vã. Có thể nói, suốt 4 năm yêu nhau, Văn Thanh và Bảo Trân gần như không có một tin đồn rạn nứt tình cảm nào. Cặp đôi luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để cùng nhau đi du lịch và tranh thủ hâm nóng tình cảm. Văn Thanh đã về nhà bạn gái để ra mắt gia đình vợ. Với tính cách chân chất, hiền lành, gia đình Bảo Trân rất quý và yêu thương nam cầu thủ. Người hâm mộ mong mỏi trong tương lai không xa, cả hai sẽ về chung một nhà để cùng nhau viết cái kết thật đẹp cho chuyện tình 4 năm của mình. 4. Công khai hẹn hò hơn 1 năm và khá kín tiếng trên mạng xã hội, Đặng Văn Lâm, Bùi Thị Yến Xuân vẫn là cặp đôi cầu thủ Quas được quan tâm nhất như hiện nay. Đặng Văn Lâm đang là cái tên dậy sóng cộng đồng mạng sau trận đấu thăng hoa trước Thái Lan. Thủ môn Việt Kiều khiến fan hâm mộ ngất ngây khi cản phá cú đá 11m của Thirathon. Đằng sau màn trình diễn đỉnh cao của Văn Lâm trên sân cỏ là bóng dáng của cô bạn gái nóng bỏng Yến Xuân. Đặng Văn Lâm và Bùi Thị Yến Xuân vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 9 năm 2018. Đôi trẻ thường xuyên tương tác trên mạng và check-in cùng địa điểm. Thế nhưng Văn Lâm và Yến Xuân rất kín tiếng. Họ chưa từng đăng tải những hình ảnh rõ mặt của cả hai trên mạng xã hội dù rất thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Cuối tháng 5, Yến Xuân sang Thái Lan cổ vũ bạn trai trong một trận đấu. Đây là lần đầu tiên đôi trẻ được bắt gặp công khai đứng bên nhau. Đến tháng 9 năm 2018, trong dịp sinh nhật lần thứ 27 của Văn Lâm và Yến Xuân chính thức lộ ảnh chụp rõ mặt cùng nhau khi cả hai ngồi cùng nhau trên xe ô tô. Đây là lần đầu tiên cặp đôi này cùng nhau lộ mặt trên mạng xã hội. Bạn gái Đặng Văn Lâm là một trong những nàng quách nóng bỏng nhất của đội tuyển Việt Nam. Có thể nói, trong số những cầu thủ Việt Nam đã từng thi đấu ở nước ngoài, Đặng Văn Lâm là người hạnh phúc nhất khi có một hậu phương vững chắc là cô nàng Yến Xuân. Yến Xuân không ngần ngại bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang Thái Lan chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của anh chàng. Hiện tại, Yến Xuân đã dọn hẳn sang Thái Lan để tiện bề chăm sóc cho bạn trai. Cả hai sống trong căn hộ riêng mà Mùa An Thông United cấp cho Đặng Văn Lâm. Dù không có mặt trên sân cổ vũ bạn trai thi đấu, Yến Xuân vẫn cố gắng thu xếp công việc để theo dõi Văn Lâm. Không phụ lòng bạn gái, Đặng Văn Lâm đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình vừa qua. 5. Bên nhau hơn 4 năm nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và bạn gái Nguyễn Trang Nhung vẫn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đôi trẻ hầu như cũng không công khai ảnh chụp chung hay nhắc tới nhau trên trang cá nhân. Nhắc tới cặp đôi Văn Toàn, Trang Nhung, người ta vẫn thường nói về câu chuyện của một fan girl bóng đá chinh phục được trái tim của thần tượng trong mộng. Trang Nhung trước đây là fan hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai nói chung và Văn Toàn nói riêng. Vì là fan cứng của đội nên cô có dịp tiếp xúc với Toàn. Thấy Văn Toàn đẹp trai, đá bóng hay, Trang Nhung đem lòng yêu mến, kiên trì tới sân theo dõi, Nhung bum cũng lọt vào mắt xanh của Văn Toàn. Sau đó, Văn Toàn đã tò mò tìm ra Instagram của cô nàng fan girl và rồi chàng trai gốc Hải Dương đã nhanh chóng bị đổ gục bởi ngoại hình xinh xắn của người đẹp chỉ sau vài ba cú nhấp chuột. Kể từ đó, Văn Toàn và Trang Nhung cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu hệt như bộ phim ngôn tình của Hàn Quốc. Yêu nhau đã khó, giữ gìn tình yêu càng khó và lúc yêu xa còn khó hơn gấp ngàn lần. Bởi khi yêu xa đòi hỏi một tình yêu chung thủy, một niềm tin tuyệt đối và một trái tim kiên định. Ấy vậy mà, cặp đôi Văn Toàn và Trang Nhung đã trải qua hơn 5 năm yêu xa. 5 năm không phải là con số nhiều, nhưng đủ khiến cho triệu cặp đôi chia tay vì không chịu được cảnh yêu xa, phải xuýt xòa ngưỡng mộ. Trang Nhung từng nhắn gửi Văn Toàn rằng, tớ dành cả thanh xuân để thiệt thòi vì cậu. Câu nói đó không chỉ đốn tim Văn Toàn mà các fan hâm mộ cũng thổn thức. Không phải cô gái nào cũng sẵn sàng dành cả tuổi thanh xuân để chịu thiệt thòi vì nữ kỳ của mình. 5 năm yêu Trang Nhung, Văn Toàn từ một cầu thủ vô danh trở thành một cầu thủ nổi tiếng Việt Nam và đằng sau sự thành công đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Trước mỗi trận đấu, Trang Nhung luôn dành những lời động viên đến bạn trai. Chính vì thế, Văn Toàn như được tiếp thêm liều doping, thi đấu ngày càng thăng hoa. Sau này, khi nhìn lại thanh xuân rực rỡ của mình, Văn Toàn chắc hẳn sẽ cảm thấy thật may mắn khi đã yêu một cô bạn gái như Trang Nhung.
5 năm từ thanh xuân đến trưởng thành, 5 năm bên nhau đủ cay đắng ngọt bùi, buồn vui giận hờn. Mong rằng trong tương lai, Văn Toàn và Trang Nhung sẽ có một happy ending thật đẹp. Bạn yêu thích cặp đôi của cầu thủ nào nhất? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!